Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Cỏ Dũng Nội Địa Nhật. Thì trong video hôm nay thì em sẽ lên một loạt cốc đại đẹp nhá. Hôm nay cốc đại của em rất là đẹp luôn, bởi vì nó có lắp đậy nhá. Có rất nhiều chiếc có lắp đậy luôn. Anh em cần loại lắp đậy hay là không có lắp đậy thì em đều có nhá. Rồi, anh em đang xem video cho em xin nút like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh để ủng hộ em nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Và bây giờ em sẽ vào video chi tiết này, từng cái một. Thì hôm nay giới thiệu là cái dòng 40 và 50A. Đó, 40A thì em đây có các loại của Mitsubishi. Đây, Mitsubishi nhá, 40A có lắp đậy nhá. Đó, 40A nếu mà anh em mà lấy loại không lắp đậy. Đây, nếu mà anh em lấy loại không lắp đậy như này thì nó có giá là 185.000 nhá. Và cái có lắp đậy như này thì anh em cộng cho em thêm 10k nữa. Đó, cái số lượng lắp đậy không có nhiều đâu. Đấy thì anh em lấy thì báo em. Đây có lắp đậy đây, 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, cái 40A đấy là cái dòng Mitsubishi xanh. Đấy, còn đây là cái dòng 50A. Đây nhá, 50A đây, Mitsubishi đây, có lắp đậy luôn nhá, cái này có lắp đậy đây. Đấy, cái này lắp đậy đây. Đấy. Đối với 50A thì nó có giá là 195.000. 195.000 nhé. Đó, rất chỉ là đẹp luôn. Anh em nào lấy những loại không lắp đậy, ví dụ như này. Đây, ví dụ như không lắp đậy như này thì em sẽ tháo một cái ra cho anh em xem này. Đấy. Đấy. Cái không lắp đậy anh em bóp này vào ra. Đấy, bóp cái này được kề vào cái này rút nó ra được. Đó. Đây. Đối với cái dòng 50A mà không có lắp đậy như thế này thì em đang bán với giá là 195.000 nhé. 195.000, hàng rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nhé. Đây là loại áp dụng điện một pha. Đấy, sử dụng điện Việt Nam mình nhé. Đó, tiếp theo một loại có lắp đậy nữa thì đây em sẽ lấy một cái dòng nữa đây. Đây, đây là một hãng Fuji nhé, Fuji Electric. Đấy, còn nguyên lắp đậy đồ bịt của bên Nhật đây, cái chữ này chả biết họ viết cái gì nhưng mà thôi em cứ để nguyên. Đây là cái dòng 50A. Em cho ni lông ra để cho anh em nhìn thấy độ đẹp của nó nhé. Để ni lông thì đôi khi anh em nhìn không rõ. Đó, thì ngoài những cái dòng át này ra thì em có rất nhiều các loại át khởi khác nhau nhé. Đấy, át thì có 1 pha, 3 pha, 3 pha, 4 cực, đủ các loại. Anh em cần loại nào cứ liên hệ với em là có sẵn hết nhé. Đấy, thì có cả khởi anh em cứ cần loại nào là liên hệ với em là có. Đó, thì đây em tiếp tục quay trở lại với video. Thì đây là cái 50A của hãng Fuji Electric nhé. Fuji Electric, đó, có đầy đủ lắp bịt luôn. Đấy, cái 50A thì em bán với giá là 195.000. Lắp đậy này anh em cộng cho em thêm 10k. Đấy, anh em nếu lấy lắp đậy thì cộng nhân thêm 10k nhé. Đó, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. À, phí vận chuyển 25.000 nhé, ship toàn quốc. Anh em ở bất kể địa phương nào em đều ship hàng tận nơi nhé, tận tay anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán cho shipper nhé. Đó, đây là một cái 40A. Fuji Electric. Đấy, em cứ bóc ni lông được cái là nhìn nó đẹp ngay. Đây anh em nhé, 40A Fuji Electric đây. Đấy, đối với cái 40A như này thì em đang bán với giá là 185.000. Đấy, anh em nào lấy mà lắp đậy, đây em sẽ lấy một cái lắp đậy của 40A cho anh em xem nhé, cái 40A đây. Đây anh em nhé, em cái này em chưa vặn vào đâu, em chỉ gắn vào thôi. Đó. Đây, như này là một cái có lắp đậy nhé. Và cái đầu dây thì nó sẽ kín lại như này. Đấy, nó sẽ không hở phần dây điện. Đấy, ốc thì có thể thò cái vít vào và bắt được, của anh em có thể tháo ra. Đó, rất chi đẹp nhá. Đó, rất chi đẹp luôn. Đó. Giá bán của cả bộ như này nó có giá là 195.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Đó, đây là cái 40A. Rồi. Còn đây là một cái 50A nhá. 50A này. Đấy, 50A này là 195.000. Đây, cái loại này thì nó lại không lắp đậy anh em nhé. Loại này nó không lắp đậy, 195.000, Mitsubishi.
rất chi là chất lượng luôn. Tiếp tục về một sản phẩm đẹp nữa thì đây cũng là một hãng Mitsubishi. Đó, cái này em sẽ bóc lấy ni lông cho anh em nhìn thấy luôn nhé. Đó, cái này cái cần gạt nó rất to, cần gạt rất to nhé. Đó. Đó. Thì đây cũng là một cái hãng của Mitsubishi anh em ạ. Đây cũng là cái Mitsubishi 50A nhé. 50A dòng dò 30mA. 50A dòng dò 30mA. Đó. Thì cái chất lượng như này thì em vẫn bán đồng giá so với cái khác nhé. Đấy, thì cái này có giá bán là 195.000. 195.000 nhé. Anh em xem video thì đăng ký kênh ủng hộ em nhé, để khi em ra video với những sản phẩm đẹp chất lượng mới nhất thì anh em được xem ngay nhé. Đó. Đây thì trong video hôm nay thì em chỉ giới thiệu với cái dòng 3 xin lỗi anh em. Hôm nay chỉ giới thiệu với cái dòng át cốc đại 40A và 50A này thôi. Đó, có đầy đủ lắp bịt đẹp. Đấy, còn những loại khác thì anh em liên hệ với em là có sẵn hết. Có sẵn hết nhé. Đây. Đó. Đây là cái 40A và 50A đây. Để ni lông thôi, bóc ni lông ra là đẹp nhé. Đây, dòng Mitsubishi 40A. Đấy, trắng đẹp này. Anh em về sử dụng nắp tổng gia đình hoàn toàn yên tâm. Chất lượng của dòng hàng của Nhật thì anh em biết rồi. Rất chất lượng luôn. Các loại em có đầy đủ hết luôn. Thì đấy, hôm nay thì em giới thiệu với anh em là chủ yếu về cái dòng mà nó có nắp đậy như này. Đây, em sẽ lấy cặp ra cho anh em nhìn. Đó. Đây. Đây là cái bộ có nắp đậy đi nhá. Đấy. 40A, 50A đều có nắp đậy hết. Anh em cần loại nào thì báo em sẽ gửi anh em loại đó nhá. Đấy, và em xin báo giá lại, đối với cái 40A không nắp đậy thì có giá là 185.000, có nắp đậy là 195.000. 50A không nắp đậy là 195.000, có nắp đậy là 205.000. Đó, thế anh em cần loại nào thì báo em gửi cho anh em nhé. Đấy. Số lượng thì em có cái nắp đậy thì không có nhiều. Anh em cần thì báo em sớm nhé. Cảm ơn anh em đã coi video. Mong anh em là luôn luôn ủng hộ em nhé. Và đăng ký kênh để khi em ra bất kể sản phẩm nào mới nhất về chất lượng thì anh em có thể đón xem ngay. Và đăng ký kênh và mua sớm nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Hẹn anh em ở video sau nhé. Cảm ơn anh em.